Xin chào các bác, em lên sóng cho các bác một cái con máy rửa bát vua của lành bền nhưng mà lại là siêu rẻ các bác nhé. Kênh YouTube và số điện thoại của em lại hai kênh YouTube này, các bác có thể liên hệ qua đây nhé. Bây giờ em sẽ giới thiệu con máy này. Đây là một cái con của hãng National NP50SX3. Giá thì rẻ thôi rồi luôn, chỉ 1,6 triệu ạ. Ở bên em bán đúng giá các bác nhé, và sẽ không bớt để tránh trường hợp là các bác mua thì bác nọ lại sợ là mình mua đắt hay mua rẻ. Công khai giá đàng hoàng và bán đúng giá 1,6 triệu. Khi em bán em đã cân đối giá rồi, không bán đắt cho các bác. Đấy, bán làm sao đủ cái lãi vừa phải để mình duy trì cửa hàng. Một cái con National. Con này thì nhiều bác hỏi là nó sản xuất năm bao nhiêu ạ? Đây nó sản xuất năm 2003 các bác này. 2003 nha, tức là năm nay là 21 năm. 21 năm thì nhiều bác hỏi là bây giờ 21 năm dùng từ ngày đến bây giờ thì còn gì là cái máy đâu ạ. Nhưng mà thực ra thì bên Nhật họ không vậy đâu hả? Bên Nhật họ chỉ dùng một vài năm thôi là họ bỏ. Họ vứt bãi lưu kho đến bây giờ. Cho nên là về Việt Nam mình máy vẫn còn rất là tốt, gần như là không có vấn đề gì cả. Về Việt Nam chỉ vệ sinh lau chùi là chạy thôi. Đây. 1,6 triệu cho một chiếc máy, và con này thì em sẽ tặng kèm các bác một cái voucher giảm giá 300.000 cho lần mua hàng tiếp theo nhé. Tức là các bác mua sản phẩm tiếp theo thì em mới giảm giá, chứ còn không giảm giá ở sản phẩm này đâu ạ. Đấy, nhiều bác bảo thế thì không có giá trị gì, thì các bác lấy hay không thì đấy là tùy. Còn giá thì em vẫn bán là như vậy, chứ không phải là tặng cái này mà tăng giá, đúng không ạ? Các bác cứ cầm thôi, được tặng thì mình cầm. Chẳng may lần sau mà các bác có nhu cầu ủng hộ bên em tiếp thì các bác lại được giảm 300.000. Hoặc là mình có thể cho tặng ai bên em vẫn chấp nhận hết, không quan trọng. Đấy là cái chương trình quà tặng trong cái đợt này. Một con National toàn bộ các bác nhìn này, vỏ bằng inox hết nhé. Nó rẻ tiền nhưng mà nó lại cực chất luôn. Đấy. Toàn bộ thân vỏ bao bên ngoài đều là inox từ mặt trước này. Đấy, một con máy có 1,6 triệu thôi nhưng mà mô tả chi tiết cho các bác luôn để các bác yên tâm. Thân inox này, dưới này inox này, inox hết này, inox này, yeah. Trong ruột này các bác cũng toàn bộ inox này, từ các cái giá này, inox này, này inox siêu bền bỉ luôn. Hai tay phun ở dưới, dàn phun ở đây, rửa cực sạch, răng chỉ các bác này, các bác thấy ạ. Như vậy là 21 năm để không con máy này răng nó vẫn cứ mềm. Răng người Nhật thì có đến 100 năm thì nó vẫn cứ như vậy ạ. Không bị lão hóa, không bị cứng, không bị mủn. Tất cả vẫn mềm, bình thường như là lúc mới. Đây là một cái con, đây là năm đời 2012 ạ. Răng các bác thấy cũng mềm như vậy thôi. Đấy ạ. Một con TR8 4,8 triệu đời 2015. Răng nó cũng vậy. Đấy. Có 1,6 triệu thôi các bác nhé, em bảo hành 1 năm luôn. Giá đương nhiên là chưa có phí vận chuyển đâu ạ. Một cái máy rửa bát này vận chuyển đi toàn quốc thì mất phí vào khoảng 150.000, và các bác phải có một cái biến áp đổi điện sang điện 100V nó mới chạy được. Máy nó chạy điện 100V đấy ạ. Số 3 quá rẻ. 1,6 triệu là các bác có một con máy rửa bát ăn cơm xong, cả nhà ngồi rung đùi xếp bát vào là rửa thôi. Rất là bền bỉ, rửa rất sạch bằng nước nóng. Rửa hoàn toàn bằng nước nóng ạ. Máy tự đun. Các chế độ rửa của máy thì rất dễ dùng. Tắt nguồn này, bật nguồn. Các bác để chế độ tiêu chuẩn cho em, không phải chọn gì nhiều. Thời gian sấy để 25 phút, bấm nút này là rửa. Đây là máy hoạt động hoàn toàn tự động hết. Từ đầu đến cuối xong thì nó tự tắt như máy giặt thôi ạ. Quá đẹp. Con máy này chất mới thật. 1,6 triệu tặng voucher. À, đặc biệt là bên em bây giờ bán không khỏi cần các bác đặt cọc nhé. Đấy, bác nào chốt thì alo, nhưng mà các bác chắc chắn chốt mua tìm hiểu kỹ thì các bác hãng chốt bên em nhé, để tránh trường hợp em gửi đi nó làm phiền toái cho em và mất chi phí của bên bán hàng. Đấy, mình thật sự rất có nhu cầu mua thật sự. Đấy, trừ khi là bên em gửi đến một con máy không đúng như mô tả hoặc là vỡ hỏng thì các bác có quyền từ chối không lấy. Chứ còn nếu khi bên em gửi đến một con máy đúng như mô tả, đúng như trên clip, đấy, không đứt vỡ gì, cắm điện vào lên nguồn bình thường,
Còn test thì đương nhiên không có thời gian test cho các bác đâu, trả bưu điện là người ta chờ đâu ạ. Bên em có trách nhiệm test trước khi bán. Hàng thì nhà em bạt ngàn nhé, nhưng không phải là một hai cái cho nên bác hoàn toàn yên tâm. Cực nhiều luôn. Đấy. Mô tả chi tiết. Bác là chốt alo nhé. Bảo hành 1 năm luôn đấy. Chào các bác.